12 giờ xin giới thiệu đến quý khách hàng nhà phân phối là các shop mã áo su đúc có rộng E405. Với mã áo E405, là áo ngực su đúc hiện đang là hot trend được các cô nàng vô cùng yêu thích và ưa chuộng sử dụng. Và không phải ngẫu nhiên, những chiếc áo su đúc lại được chị em phụ nữ yêu thích đến vậy, vì chúng mang đến cho phái đẹp vô vàn những tính năng và lợi ích. Thiết kế có rộng, chất liệu siêu nhẹ, mềm mịn, tạo cảm giác thoải mái. Cấu tạo đệm từ cao su non y tế, giúp lưu thông và tuần hoàn máu cho vòng ngực. Áo phông cực ôm, không được may, mềm mại, không để lại nhiều vết khi sử dụng. Gồm nhiều màu sắc hài hòa trang nhã cho chị em lựa chọn, gồm ba tông màu chủ đạo, da, đen, đô. Và hãy cùng 12 giờ điểm danh những lợi ích không ngờ đến từ chiếc Alok Su Đúc E405. Thứ nhất, áo ngực su có khả năng nâng ngực tự nhiên và định vị khuôn ngực hiệu quả, dễ dàng tạo hiệu ứng khi sâu, giúp bầu ngực tròn trịa và đầy đặn hơn rất nhiều. Với chất liệu cao su non mềm mại, thấm hút mồ hôi, độ co giãn đàn hồi cao, đặc biệt giúp chị em phụ nữ nâng đỡ vòng một xinh đẹp, luôn giữ dáng quả trong mọi tư thế hoạt động, mang đến cho người mặc cảm giác dễ chịu và thoải mái nhất. Thứ ba, chiếc áo lót hoàn toàn không hề có đường may, được đúc tự nhiên với những đường cắt liền mạch, giúp bộ cánh của bạn trông trang nhã lịch sự và luôn giữ được đẳng cấp. Thứ tư, tạo sự tinh tế cho sản phẩm và thoải mái cho người sử dụng. Thứ năm, giá cả hợp lý. Và tại sao bạn lại nên chọn đồ lót 12 giờ? Vì đồ lót nữ 12 giờ là sản phẩm đồ lót nữ được sản xuất theo tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao, chất liệu thoáng mát, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và tinh tế cho người mặc, giá cả phù hợp với người tiêu dùng. Chúng tôi mang đến cho khách hàng những hàng hóa có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, phục vụ theo đúng tất cả những gì mà bạn mong đợi. Các loại sản phẩm đều được sản xuất với chất liệu 100% cotton, thấm hút mồ hôi, độ co giãn đàn hồi cao, đường may sắc sảo, tạo sự tinh tế cho sản phẩm và thoải mái cho người sử dụng. 12 giờ cam kết. Thứ nhất, được xem hàng trước khi nhận. Thứ hai, đổi trả miễn phí nếu sản phẩm lỗi. Thứ ba, có thể giặt bằng máy giặt và không lo bị mốt méo. Thứ tư, sản phẩm giống nguyên hình 100%. Nếu sản phẩm khác hình ảnh, bạn có quyền từ chối không nhận hàng.